Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á, Ban Chỉ đạo Trung ương vào cuộc khi mọi việc đã trở nên quá tồi tệ. Bàn về trách nhiệm của hai Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế trong vụ Việt Á phân phối ra 62 tỉnh thành hàng chục triệu bộ kit xét nghiệm dởm. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam đã viết trên trang Facebook cá nhân như sau. Tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới có thông báo chính thức rằng sản phẩm của Việt Á đã không đáp ứng tiêu chuẩn và bị loại từ vòng gửi xe. Không thể nói là hai Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế không hề biết đến chuyện bị loại này. Thế nhưng không một bộ nào có động thái hay ý kiến để tạm ngừng việc sử dụng bộ kit của Việt Á cả. Thay vào đó, kéo dài cho đến hết năm 2021, hàng loạt chủ trương yêu cầu chọc ngoáy đã liên tiếp được bàn ra, tiếp thêm điều kiện để hàng chục triệu bộ kit xét nghiệm của Việt Á được bán ra thị trường 62 tỉnh thành trong cả nước. Tùy tiện làm giá, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng, mặc dù không biết chất lượng của nó ra sao và điều đó có thể dẫn đến cái chết của nhiều ngàn người dân Việt Nam khắp nơi. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm trên toàn quốc đã giúp cho bộ kit test dởm của Việt Á phân phối khắp 62 tỉnh thành, nhanh chóng đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng, đó là tiền xương máu của nhân dân. Truyền thông nhẹ dạ cũng vô tình tiếp tay cho một sự lừa dối thế kỷ, đóng đinh xã hội vào một niềm tin thiếu căn cứ. Bộ kit xét của công ty Việt Á được đánh bóng quá đáng mà quên hết cả quy trình kiểm duyệt của Tổ chức Y tế Thế giới. Đến nay, chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nhưng đã được dùng cho hàng triệu con dân Việt Nam. Chắc chắn sẽ có những người bị ra kết quả sai lệch, ảnh hưởng đến công tác chuẩn đoán và điều trị, đặc biệt là nguy hiểm đến tính mạng của người dân khắp nơi. Không loại trừ có cả những bệnh nhân vì kết quả xét nghiệm sai mà đã bị chết oan. Ai sẽ đền cho họ đây? Một kết quả quá khủng khiếp, quá ghê sợ cho thời đại thông tin hỗn loạn ngày nay. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai phạm nghiêm trọng đến như vậy? Và báo chí đã nói nhiều đến trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ. Còn đối với Bộ Y tế thì sao? Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long trước diễn đàn Quốc hội đã cho rằng vì quá bận chống dịch nên Bộ Y tế chưa để ý đến việc tăng giá kit. Chưa có sự điều chỉnh kịp thời, hiển nhiên đó là lời nói dối. Và các quan chức Cộng sản Việt Nam cứ như vậy lừa dối người dân. Chuyện tài đình như thế thì Bộ Y tế đã cấp phép. Bộ trưởng Bộ Y tế không thể nói là không biết được. Phải nói chính xác là biết rất rõ. Vậy ông có tham nhũng hay không là một câu hỏi được đặt ra. Nếu không gọi là đồng lõa thì Bộ Y tế phải là pháp nhân cố ý bao che, tạo điều kiện để sai trái của doanh nghiệp được nhân lên hàng triệu lần trong mức độ nghiêm trọng. Và liệu ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có biết hay không hay cũng lờ đi. Thiệt hại không chỉ là tiền mà khủng khiếp hơn là sinh mạng của người dân, là sức khỏe của cả người dân cả nước. Phải gọi đó là gì nhỉ nếu không gọi là tội ác. Nhà báo Nguyễn Hồng Lâm đã đưa ra nhận định như vậy. Đây là hình ảnh biếm họa của La Tinh Hiền về chủ trương xét nghiệm toàn dân của chính phủ với dòng chữ rằng lỗ mũi chính là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta. Những sai phạm của công ty Việt Á đã trở thành đại án vì tính chất rất nghiêm trọng, hậu quả nặng nề, khủng khiếp. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực phải vào cuộc ngay, nhưng dường như cũng quá muộn. Trên trang blogger tiến sĩ của Đài Tiếng Nói FA, tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã phân tích vấn đề này như sau. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, vụ Việt Á được đưa vào diện ban này trực tiếp theo dõi nhằm xử lý nghiêm minh những sai phạm tổ chức, cá nhân, cảnh cáo răn đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa nạn tham nhũng tiêu cực. Họ chỉ vào cuộc khi mọi việc đã trở nên quá tồi tệ. Các lãnh đạo có thể đã bị bắt khẩn cấp khi vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản và đương chức. Điều này ít khi xảy ra nhưng vụ việc đã lên đến cao điểm. Vào ngày 31 tháng 12, Bộ Công an đã ra khởi tố bắt giam hàng loạt lãnh đạo, người có trách nhiệm tại Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, CDC các địa phương xung quanh vụ kit xét nghiệm nghiêm trọng COVID-19 giả của công ty Việt Á. Các lệnh trước đó của chính quyền là vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả rất nghiêm trọng. Xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan trong cả nước. Cơ quan Công an đã phong tỏa, ngăn chặn kê biên
nhiều tài khoản của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Giám đốc CDC Hải Dương. 5 ngày sau, thì vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, Văn phòng Chính phủ mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản số 9373, ngại truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Thủ tướng, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng vụ án này. Danh sách những kẻ đáng bị trừng phạt có thể còn kéo rất dài, nhưng lý do khởi tố Việt Á được nêu cũng chỉ phản ánh bề nổi của tảng băng chìm. Đó là nạn hối lộ và tham nhũng khắp nơi từ dưới đến cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Nỗi bức xúc của dân chúng dậy sóng dư luận đòi hỏi giải quyết những vấn đề chủ yếu như sau. Đó là xử nghiêm Việt Á và những đối tượng liên quan trục lợi trên sự đau khổ mất mát của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, và làm rõ sự suy thoái đạo đức của các quan chức của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, CDC các tỉnh thành, thách thức chính sách phòng chống tham nhũng mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công khai minh bạch chất lượng bộ kit xét nghiệm để người dân phải được yên tâm, còn khi nào chưa biết thì chưa thể được dùng vì nó có thể là hàng giả. Trách nhiệm giải trình của công tác quản lý, lãnh đạo và quan trọng hơn là đặt và thực thi nhiệm vụ tiếp tục cải cách thể chế sao cho có thể ngăn chặn các nguy cơ của biến thể Việt Á khác trước, khi mọi việc đã trở nên quá tồi tệ và hàng trăm hàng ngàn sinh mạng người dân đã chết. Nội dung dưới đây là bài viết gợi mở về khía cạnh này như sau. Đó là Việt Á là một công ty tư nhân được thành lập vào năm 2007, khác với các doanh nghiệp nhà nước là phải kiêm nhiệm nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước chủ quản. Các cổ đông Việt Á bỏ vốn để kinh doanh, họ phục vụ nhu cầu của người khác, của xã hội để kiếm lời. Họ tuân theo thể chế thị trường và những lời kêu gọi đạo đức kinh doanh đối với họ chỉ là bên lề mà thôi. Lợi nhuận vẫn là trên hết. Việt Á từng là công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ, có đăng ký nhiều hoạt động kinh doanh như buôn bán máy móc, thiết bị và một số dịch vụ trong lĩnh vực phòng khám và chăm sóc sức khỏe. Đó là Việt Á Media. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm của công ty Việt Á. Sau 10 năm đến năm 2017, Việt Á đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng và liên tục trúng hàng loạt gói thầu với nhiều bệnh viện lớn về cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Phải chăng phía sau lưng Việt Á là một quan chức cấp cao cỡ bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bao thầu vấn đề y tế cả nước? Ngay khi dịch vụ COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, công ty Việt Á đã hợp tác với Học viện Quân y sản xuất kit thử xét nghiệm COVID-19. Tới tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Cho đến khi bị khởi tố, công ty Việt Á đã cung cấp kit xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Việt Á bằng tiền tấn không chỉ có chỗ đứng trong quan hệ mà còn được bảo lãnh bởi huân chương từ ông Chủ tịch nước, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, đã hủy hoại bộ máy công quyền của ngành y tế nói riêng và chính quyền nói chung. Và với huân chương hạng 3 này thì ai mà dám động đến Việt Á khi đích thân ông Nguyễn Phú Trọng đã ký. Chứng cứ ban đầu đã hé lộ rằng sự tăng trưởng thần tốc nhờ sự tiếp tay của các quan chức của Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, lãnh đạo CDC rất nhiều tỉnh thành. Ngoài việc lợi dụng chức vụ quyền hạn thì tội danh đưa và nhận hối lộ đã được xác định. Với tỷ lệ hoa hồng cám dỗ lên tới 20% giá trị trúng gói thầu kit xét nghiệm, hàng chục tỷ đồng cho mỗi phi vụ và công nghệ xóa dấu vết tinh vi thì các quan chức sẵn sàng chui đầu vào thòng lọng. Và điều đó chúng ta đã bắt đầu được chứng kiến. Nhưng cuối cùng, thì Đảng có làm đến nơi đến chốn hay không, hay chỉ đánh trống bỏ rủi? Đây là hình ảnh các trang của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Báo Tuyên giáo thì nói bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Còn đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV thì nói rằng nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ tung với tiêu đề Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Và tất cả đều là thông tin dối trá, bịp bợm và tiếp tay cho Việt Á để thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa lúc dân chúng đang đau khổ. Ngoài việc tham nhũng chính sách thì thực thi chính sách cũng đã bộc lộ gót chân asim của chế độ của nhà cầm quyền Hà Nội. Công tác cán bộ
là của Đảng, nhưng việc chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng đang loay hoay, lúng túng. Tính từ năm 2013 khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch tham nhũng với quyền lực độc đoán, nhưng suy thoái đạo đức vẫn diễn ra rất nghiêm trọng. Mặc dù Đảng muộn màng nhận ra kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, chính phủ kiến tạo đã thúc đẩy khởi nghiệp và môi trường kinh doanh, nhưng vụ Việt Á cho thấy cải cách chính trị đã không đáp ứng tình hình thực tế khi nó không kịp với đà phát triển của kinh tế đất nước. Tiếp tục cải cách phải thay đổi mục tiêu và nhiệm vụ. Nếu trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 năm 2016-2021, chính phủ đã tập trung cải cách thể chế là dư địa tăng trưởng, thì trong nhiệm kỳ đại hội 13 2021-2026, cải cách thể chế phải vì dân, phục hồi sức dân và tăng quyền tự do, dân chủ của người dân để kiểm soát quyền lực của Đảng, đặc biệt là những vụ tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để bắt chẹt nhân dân. Bài học cụ thể ở từ đại án Việt Á là các doanh nghiệp có thể hoạt động thế nào trong môi trường chế độ độc đảng đang gia tha hóa, quyền lực, suy thoái đạo đức rất nghiêm trọng của các quan chức trong bộ máy cầm quyền của Đảng. Liệu Ban Chỉ đạo Trung ương có thể thúc đẩy cải cách thể chế trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hay không, thay vì chỉ vào cuộc để chỉ đạo giải quyết hậu quả? Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã nêu ra ý kiến của mình như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Ông ngoại Pfizer, Học viện quân y và những liên minh ma quỷ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Việt Nam về scandal Việt Á đã tô đậm thêm nghi vấn rằng phải chăng những liên minh ma quỷ đang hoạch định thực thi chính sách chứ không phải Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đang quản trị và điều hành quốc gia theo hiến pháp và pháp luật. 4 ngày sau khi scandal Việt Á bùng lên và sự nghi ngờ, phẫn nộ của công chúng đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong việc ngăn ngừa đợt dịch COVID-19 thứ tư càng lúc càng dâng cao, ông Chính mới lên tiếng và yêu cầu Bộ Công an mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử. Đây là hình ảnh hàng loạt báo chí của Việt Nam tranh nhau bốc thơm cho hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra chống dịch với chiếc áo đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, 23.000 người đã chết vì chính sách chống Covid bạo lực cực đoan của chính phủ và hàng triệu người lũ lượt bỏ chạy trên những chiếc xe máy một cách thảm thương, thì chưa có báo chí nào đề cập đến trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Tác giả Trần Văn đã có bài phân tích trên blogger tại Tờ Báo Hoa Kỳ với tựa đề Ông ngoại Pfizer, Học viện quân y và những liên minh ma quỷ, được chia sẻ như sau. Phản ứng của ông Chính có hai điểm bất thường. Thứ nhất là quá chậm so với những sự kiện mà quy mô tính chất nhỏ hơn, ít nghiêm trọng hơn nhưng được công chúng quan tâm. Chẳng hạn chỉ vài tiếng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh khiến 8 người thiệt mạng, ông Chính đã gửi công điện yêu cầu Bộ Công an phải điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm, vân vân. Và đòi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, vân vân. Tương tự, chỉ vài tiếng sau khi xảy ra vụ tai nạn làm 8 người chết, 7 người bị thương tại đoạn chạy qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận của quốc lộ 1. Chính ông Phạm Minh Chính cũng đã gửi công điện yêu cầu chỉ đạo đủ thứ, vân vân. Scandal Việt Á vốn lớn hơn rất nhiều về quy mô, nghiêm trọng hơn rất nhiều về tính chất và dù công chúng đặc biệt quan tâm, nhưng ông Chính chỉ lên tiếng sau khi một số người thắc mắc tại sao những viên chức đứng đầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không nói gì cả. Và vì sao ông Chính ngậm tăm rất lâu, khác hẳn so với bình thường? Thứ hai, tại sao nội hàm của mở rộng điều tra lại là thu hẹp phạm vi trách nhiệm? Đến giờ, những thông tin liên quan đến scandal Việt Á cho thấy ông Chính không thể vô can khi bất chấp các khuyến cáo của nhiều chuyên gia y tế, dịch tễ, vân vân, đốc thúc, thần tốc xét nghiệm diện rộng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm toàn quốc căn cứ trên chỉ đạo của ông Thủ tướng. Cũng chính trong giai đoạn này thì bộ kit xét dởm của Việt Á đã được phân phối đi khắp nơi trong cả nước. Nếu không cố tình thì ít nhất chỉ đạo và nỗ lực của cá nhân ông Thủ tướng trong việc đề ra chủ trương ép buộc thực thi thần tốc xét nghiệm diện rộng ở
phạm vi toàn quốc cũng đã vô ý hỗ trợ kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID giả của công ty Việt Á. Và vì sao ông Thủ tướng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân cả nước, với cái chết chắc chắn đã đem đến cho rất nhiều người. Cho dù ai cũng thấy Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v.v. đã hành xử hết sức bất thường, vi phạm pháp luật, tận dụng cả tình thế lẫn nhu cầu ngăn chặn đại dịch để khai phá đại lộ cho Việt Á, ông Dung bước tới thu về cỡ 4.000 tỷ đồng. Và tại sao Thủ tướng chỉ muốn hoạt động điều tra vào những thương vụ giữa Việt Á với các cơ sở y tế địa phương mà không yêu cầu bất kỳ bộ trưởng nào phải giải trình? Và tại sao Thủ tướng không muốn xem xét trách nhiệm của bất kỳ bộ trưởng nào? Đây chính là câu hỏi đang được đặt ra. Vào hạ tuần tháng 7 năm nay, lúc đợt dịch COVID-19 thứ tư đã thật sự trở thành thảm họa tại Việt Nam, công chúng cũng sửng sốt rồi phẫn nộ khi cô Vũ Phương Anh, nhân vật nghe từng nói là hoa khôi báo chí, đang làm việc trong cơ quan truyền thông chính thức nào đó tại Việt Nam, vốn thường xuyên khoe sang, khoe giàu trên mạng xã hội, khoe tiếp rằng do có ông ngoại hỗ trợ, vợ chồng cô mới được trích vắc Pfizer ở bệnh viện Hữu Nghị. Giữa lúc đại dịch lan tràn, vaccine ngừa COVID-19 hết sức khan hiếm, chuyện cô Vũ Phương Anh không thèm trích AstraZeneca, đòi và được trích Pfizer ngay lập tức chứ không cần đăng ký rồi người chờ tấn lượt, đã lập tức trở thành một scandal khắp cả nước. Đây là hình ảnh báo Việt Nam đưa tin hoa hậu Vũ Phương Anh khoe nhờ ông ngoại nên mới được trích vaccine Pfizer, trong khi người dân thì bị ép trích vaccine Verocell của Trung Quốc. Sự hồn nhiên của cô Vũ Phương Anh đã đẩy bệnh viện Hữu Nghị vào thế phải thành kính phân bua với đồng bào rằng cô Anh không nói điều nhưng khoe như thế là chưa chính xác. Vợ chồng cô được trích Pfizer vì hôm ấy bệnh viện vừa hết AstraZeneca và trích vaccine Pfizer cho cán bộ cấp cao xong thì thừa 2 mũi. Tới đó thì ngoài căm phẫn, đồng bào còn thắc mắc rằng tại sao vaccine đang hết sức khan hiếm mà không dành vaccine, đặc biệt là vaccine được tín nhiệm cao về chất lượng như Pfizer cho những đối tượng dễ nhiễm COVID-19, dễ thiệt mạng như nhân viên y tế, người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính. Và dựa vào đâu mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cho phép hệ thống y tế âm thầm mang Pfizer trích cho cán bộ cấp cao, kể cả những cá nhân như vợ chồng cô Vũ Phương Anh. Và câu hỏi đặt ra là ông ngoại là ai, làm gì, ở đâu mà có thể tác động đến việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 vốn được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt và chặt chẽ đến như vậy. Cũng giống như scandal Việt Á, phải mất vài ngày thì ông Thủ tướng Việt Nam mới chỉ đạo điều tra scandal ông ngoại Pfizer. Và kết quả là cô Vũ Phương Anh bị thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt 12,5 triệu vì thông tin sai sự thật. Cô hoan hỉ nộp phạt ngay lập tức, dẫn đến rõ ràng cô được trích Pfizer đúng như cô khoe. Còn bệnh viện Hữu Nghị thì kỷ luật nhân viên y tế dính líu đến việc trích Pfizer cho vợ chồng cô Vũ Phương Anh bằng cách điều chuyển công tác. Và cũng không ai động tới ông ngoại, và dù rất muốn, đến nay, công chúng vẫn chưa thể biết danh tính, diện mạo thật của ông ngoại là ai. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm do Việt Á, Học viện Quân y hợp tác nghiên cứu sản xuất và được toàn bộ hệ thống báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bộ khoa học công nghệ, Bộ Y tế tung hô lên tận mây xanh. Cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy ông ngoại là ông trùm, nhưng càng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Học viện Quân y, nơi ông ngoại làm việc, là tổ chức đầy quyền lực. Ngoài khả năng bảo vệ những thành viên như ông ngoại nên không ai dám đụng tới, kể cả nhắc tên, tổ chức này có thể khiến cả Bộ Khoa học Công nghệ tự nguyện chọn họ và công ty Việt Á làm liên doanh nghiên cứu một trong 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, đó là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm để phát hiện virus corona chủng mới, rồi ngụy tạo thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt giúp công trình của liên doanh của họ có ưu thế về kinh doanh. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đang chuyển cho nhau xem báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lấy gần 19 tỷ đồng từ ngân khố quốc gia cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á để nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện virus corona chủng mới, rồi tổ chức nghiệm thu chuyển cho Bộ Y tế cấp giấy phép định giá. Có một điểm thú vị là Học viện Quân y đã lui về phía sau, không thèm nhận bất kỳ một thành tích nào.
chỉ có công ty Việt Á được trao huân chương lao động hạng 3 do đích danh ông Chủ tịch nước khi đó là Nguyễn Phú Trọng ký, và vì sản phẩm có đủ thứ nhãn từ khoa học đến chính trị nên dễ dàng thu về tới 4.000 tỷ trong một thời gian rất ngắn. Đây là hình ảnh đích thân ông Nguyễn Phú Trọng ký trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á, nên đến bây giờ ông Trọng vẫn im re, chưa thấy mở miệng ho hé câu gì. Nếu không có đại dịch Covid-19 thì chắc chắn khó có cơ hội nhìn thấy bóng dáng của Học viện Quân y thấp thoáng phía sau một số công trình nghiên cứu và giờ có công trình scandal. Đại dịch Covid-19 đã nâng cao vai trò, vị thế của các nhà khoa học và Việt Nam, và các nhà khoa học ở Học viện Quân y đã mở rộng hoạt động liên kết với một số doanh nghiệp, và kể cả họ làm những độ trang thiết bị và đặc biệt là vaccine không có đảm bảo chất lượng để tiêm cho người dân. Ngoài liên doanh với công ty Việt Á để nghiên cứu bộ xét nghiệm COVID-19, Học viện Quân y còn đứng tên trong liên doanh với công ty Nanogen nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19. Thật là một sự nguy hại. Cứ dùng Google tìm những thông tin liên quan đến Nanocovax rồi đối chiếu chúng với nhau sẽ thấy có rất nhiều yếu tố đáng suy ngẫm. Scandal do công ty Việt Á vạch ra vài đường tuy chưa thật rõ ràng nhưng cho thấy có liên kết nhất định trong hoạch định và thực thi chính sách ngăn ngừa đại dịch COVID-19. Bộ Khoa học và Công nghệ là giao nghiệm thu công trình nghiên cứu, Bộ Y tế thì cấp giấy phép lưu hành, xác định giá tham chiếu, rồi Bộ Nội vụ để khen thưởng vừa để đánh lạc hướng, vừa để hỗ trợ kinh doanh. Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng là một phần trong liên kết giống như liên minh này hay là nhạc trưởng. Rất khó và có thể sẽ không có câu trả lời giống như thắc mắc một thủa nào rằng ông ngoại Pfizer là ai, vì Thủ tướng không bận tâm đến việc phác họa diện mạo, phạm vi chi phối của những liên minh ma quỷ ấy.